Sai lầm lớn nhất của những studio, những người make up cách đây 20 năm, 30 năm hoặc hơn 10 năm về trước mà không có khách hàng. Nhiều anh chị có gặp tôi đó là làm nào để tôi quay trở lại cái thời kỳ hoàng kim ngày xưa, tôi có thể có lại được khách hàng. Làm nào mà ngày xưa chị chẳng cần làm gì, họ khách hàng tự lao đến, có thể mở được 4 năm cái studio, bây giờ chỉ có một studio chẳng có khách hàng. Ok, đó là cái câu hỏi mà tôi nhận được, và đây là cái lời chia sẻ của tôi từ kinh nghiệm cá nhân tôi. Sau khi quan sát rất là nhiều mà tôi nhận ra rằng là có cái câu nói là buôn nó có thời, kinh doanh nó có thời có duyên đấy. Nhưng mà nếu mà bạn có được cái bí quyết này, bạn không quan trọng là thời nào duyên nào, bạn vẫn có được rất nhiều khách hàng. Bạn học cách thích nghi với cái môi trường này. Trước đây thì studio thì ít khách hàng thì nhiều. Ở cái việc mà cầm cái cốp đồ lên hoặc cầm cái máy ảnh lên như này thì nó cực kỳ VIP pro. Nhưng bây giờ nó không còn có thời như vậy nữa. Chính vì vậy mà cái việc bạn cần làm đó là cần biết cách thích nghi, rằng là cần phải đưa cái mô hình của bạn lên trên internet và từ đó xây dựng cộng đồng, xây dựng thương hiệu cá nhân và chuyển đổi khách hàng, những người quan tâm đến cái cộng đồng của bạn chuyển đổi trong cái khu vực đó, chuyển đổi đến khách hàng của bạn, lọc khách hàng của bạn và bán hết lần này đến lần khác, chứ không chỉ make up cho cô dâu không. Và chúng ta lại đi tìm khách hàng mới thì cực kỳ là nguy hiểm cho bất kỳ mô hình kinh doanh nào. Nên chỉ cần phải học cách chuyển đổi cái mô hình của bạn và thích nghi với cái thị trường mới. Bây giờ bạn cần phải online, bạn cần phải làm mọi thứ trên internet để đảm bảo cho mô hình kinh doanh của bạn. Bạn học các kỹ năng đó. Nếu bạn gặp khó, bạn có thể comment bên dưới, tôi có thể chỉ cho bạn trong các chương trình miễn phí của tôi. Ok ông nào. Cho nên là học cách thích nghi thì không bao giờ nói rằng là buôn có thời hay cần phải có duyên số gì cả. Chỉ cần học cách thích nghi và thay đổi để thích nghi với môi trường mới là ok. Cảm ơn bạn đã xem cái video. Nguyễn Văn Đạt xin chào và hẹn gặp lại.